Rồi thưa quý vị, à, đây là buổi sáng là mình ăn mì, ăn sáng rồi sau đó mình mới lên núi. Mấy ông ở nhà mấy ông đâu làm gì đâu, lên đây mấy ông cứ buộc sao làm. Sáu rồi sáng không cho ăn mì thất bại rồi đó nghe, xíu nữa là đói rồi đó, phải ăn cái này mới được lội mới nổi. Chưa. Nay là buổi sáng, chúng ta bắt đầu chuẩn bị hành trang để hiện nay đêm rồi là chúng ta ngủ ở tại Campos, rồi sau đó ngủ một đêm, rồi kệ em đứng đây đi. Rồi. Và sáng nay là ăn bánh mì, đòn ăn bánh mì rồi mì ăn sáng xong rồi chúng ta sẽ tiến thẳng vào trong suối lớn, là một cái điểm phải nói là rất là đặc biệt, mà đòn này là chưa có đi suối lớn, cho nên anh em dù giá nào mệt bao nhiêu cũng phải cố gắng. Rồi bây giờ mời anh Sáu đôi lời gửi đến quý bà con sinh hoạt đi ha. Rồi anh Sáu sinh hoạt cho bà con. Rồi động quy sao đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Phật. Giờ kính thưa toàn thể anh chị em kính mến, thì đi suối lớn thì cũng có bây giờ lên dốc những cái đường nó hơi khó đi, nhưng giờ những người trẻ đó thì cũng phải dìu cho mấy cô đi từ từ, tại vì cái đường này á là lên cái dốc, cái người lớn cái giò nó yếu, mình đi từ từ chứ không nên là đi lẹ, nhưng mà mình đi phải cho liền liền, là đi gần với nhau, không nên đứt khúc xa. Đứt khúc xa là kiểm soát không được, cho nó an toàn trong đòn cho được tốt đẹp thì bà con phải nương theo mấy người lớn tuổi, đi từ từ, chứ không phải là mình mạnh mình khỏe mình đi lẹ bỏ mấy người già thì nó không có vui. Mình đi làm sao cho đôi bên được tới chỗ giếng cho được là hoàn toàn tốt đẹp được, như vậy thì trong đòn nó mới là từ tới giờ đi tới giờ về nó được là vuông tròn tốt đẹp, mới là hạnh phúc, mới ăn vui được. Chứ trong đòn mà mình đi được những cái người lớn tuổi, ta mong cầu ta đi đến điểm mà ta muốn mà đi không được thì tốn tiền qua cửa khẩu, mà gì không được thì ta buồn, thì mình cũng có tội, phải không? Cho nên mình cũng phải cố gắng, dù trong đòn mình chạy giỏi cũng phải chậm lại nhường cái người chạy dở, mình đi giỏi cũng phải chậm lại nhường cái người đi dở, đặng nhau nương với nhau được, như vậy ăn uống điều hòa, tiền mình có việc chung vô xài hết thì đóng góp nữa, chứ không ai được quyền nói của mình ăn nói gì giờ, thấy không? Cho nên rồi vừa qua có đôi lại như thôi. Rồi bây giờ thêm nữa là về vấn đề bà con mình nhớ lòng chút nữa đó, là mình để đồ lại cái chăn chỗ cái xe ngừng lại, là đem cái gì xin nhắc lại lần thứ hai, đem cái gì gọn nhẹ và đủ sinh hoạt của mình, còn cái gì lòng thòng là bỏ là hết cái xe, như chở kiểu đó đây như vậy đó là không thể nào được, cho nên mong rằng quý vị mình lưu ý nha. Đó giống như mà đi về Tây Phương vậy đó, bỏ từ từ, trước khi đi mình thấy bỏ từ từ không, bỏ từ từ ở nhà không mớ, rồi giờ lên đó sẽ bỏ lại mớ nữa. Rồi bây giờ quý vị mình thấy đây Thành Lưng coi anh em mình đang chuẩn bị làm những cái nịch dây. Rồi nước suối nè, bắt đầu nước suối nè. Cái quay luôn. Dạ đây nước suối. Phan, bây giờ. Rồi nè nước suối nè. Đường chai đi, đường chai của ai? Đường chai máng đi. Rồi một người một chai nước suối máng. Rồi đây. Người chai nước suối. Nè, ở đây ngượng chai đi để chia ra tự mình uống luôn. Rồi một người chai nước suối máng lên. Lớn rồi làm sao ta? Nó máng đó đi. Đi lên núi là cần rồi. Máng nó đi rồi có gì mình lên ở đó. Rồi đây nè quý vị ơi, quá sức rồi. Đó. Bánh mì nè ha. Đổi đi. Có cái nhà
để lại đem theo một bọc gạo một thôi, đem theo một bọc gạo một thôi. Còn ai gạo nữa không? Đấy, đây đây đây, chờ một bọc gạo tôi thôi. Mình không có đem theo. Vậy hả? Đem theo hai thùng mì thôi. Sao không lỡ không đem theo luôn lại cái gì ăn? Không có, mình chỉ có phải ngọt chưa, có mua phải ngọt không? Ông ơi, đã đem theo mà ông để lại nữa thất bại. Đem vô nhà, đem vô nhà. Rồi đem vô. Rồi xách hai. Để xác cho ông nói đẹp để đâu đó. Rồi cơm, đũa, muỗng nha. Đồ nào giấy bỏ lại đây, tại mình còn trở lại đây nữa. Thì được, nhưng mà cái thiên sao thiên. Đem theo mấy thùng, đem theo hai thùng đi, tôi thùng ông lưng thùng là được rồi đó. Rồi hai thùng mì. Rồi để lại đi. Để lại đi, để đi. Cái nào cần thiết bỏ vào bóp thì chờ ba cái này nào bỏ ra nè. Nước nào không ai lấy nước cho hả? Đây đây đây, đưa tuôn chai. Đưa tuôn chai nước. Ông lưng chai chưa? Đây đây tuôn chai. Chưa khui kìa. Chưa khui hả? Rồi chưa khui đi tôi chở luôn. Chưa khui là chở ông lưng ơi, mình đem chở mình phát, mình còn uống hai ba chập lận. Đây tới ngày về mà. Vậy là bỏ xe phải không? Ừ. Rồi rồi. Đấy. Bây giờ tôi ông đây giờ ông để lên một thùng đi. Rồi mà ông chở hai thùng mì, tôi chở cái thùng nước suối. Rồi. Lấy cái áo để trước nè. Rồi mỗi người một chai nước suối. Không phải ông lấy dây sao được? Ông lấy cái thùng thôi. Ừ. Ông Năm Đẹp ơi, ông lại ông để cái thùng nước suối qua đây giùm tôi coi. Tôi chở nguyên thùng nước suối luôn. Đây bên trển mình chia ra. Quá, wow, hành trang quá sức rồi. Rồi để lên, để ngang lên. Xác là sao luôn. Rồi đó. Đó. Ngay nha, ngay nha. Ngay chính giữa đàng hoàng, rồi hợp lý. Rồi được, ok. Thôi không được thì kiếm cái xe khác, cái xe nào chở một người á. Cái đó có gì trong này, cái gì trong này? Tùm lum đồ ăn. Đâu ông nào chạy mình ơi, đâu? Ông có ông thuốc nam đâu vậy? Hay chỗ đó đó. Thuốc nam đâu, anh đẩy thuốc nam đâu? Cái ông chở thuốc nam đâu ta? Đẩy hả? Ừ. Xe ông đâu? Bây giờ có cái thùng, còn cái thùng bự quá rồi sao? Giao cho Hiền Đệ này chở nhiều quá hả? À? Lên vô cái đường cát nó khó chạy lắm á. Hai thùng mì. Thùng nước suối. Rồi. Chở cái gì nữa? Thùng nhỏ hả bự? Thùng cơm. Ờ cho cái ông này nè. Ông chở thùng cơm mới được. Rồi ông bự ông chở thùng cơm. Hả? Không, ông này ông chở thùng cơm nè. Rồi thùng cơm nhỏ xíu ông ơi. Tôi chở thùng cơm á là anh em phải thương tôi nghe, chứ bằng không là tôi dặn là mấy anh mệt đó. Ừ. Trước dặn. Tôi dặn là mấy anh mệt nha. Còn ông đốt chạy thôi, đốt rồi. Đâu ông nào? Đâu ông chở sợ tình trạng rồi. Đâu có, ông chở cái giỏ sách, bây giờ còn cái thùng cơm mà. Rồi thùng cơm đó, hợp lý, hợp lý. Rồi xong. Rồi bắt đầu xuất phát ha. Rồi bắt đầu mình đi chứ ngày mạnh tay bé chân nha. Cái ông dẫn đường chưa lại hả?
Rồi đúng rồi đó, hợp lý đó. Rồi, thưa toàn thể quý vị, thì hôm nay đoàn đang chuẩn bị rất là đầy đủ, nào là cơm, nước, rồi là tất cả những dụng cụ sinh hoạt vân vân, là chuẩn bị xuất phát trong đoàn. Cầu mong hôm nay đoàn chúng ta luôn luôn được bình an, và chúc cho quý vị luôn luôn được khỏe mạnh, và hãy đón xem tiếp theo là hành trình của phái đoàn Anh Sáu Mẹo sẽ tiến thẳng về suối lớn núi Tà Lơn. Rồi mời quý vị mình sẽ theo dõi cũng như là kênh Thành Hậu Cư Sĩ và Thành Lưng nha quý vị. Rồi xin kính mời vào suối lớn. Rồi Nam Mô Đà Phật, xin chào. À, thưa quý vị, buổi sáng thì sau khi mình điểm tâm và đang xe lăn bánh về suối lớn là một điểm rất đặc biệt. Ngày xưa đức thầy cũng có dẫn tâm về nơi điểm suối lớn này quý vị. Và hai bên đây là đường vô suối lớn nha quý vị. Quá sức đường đá đỏ, gặp bụi rất là bụi, không thấy đường chạy luôn. Toàn bộ là ở ngoài thì có lá nhựa, còn ở trong này thì không có lá nhựa, chỉ đường đất thôi. Vô trong kia đó là sẽ đường cát. Và đây là phía trước chúng ta là núi Tà Lơn. Và hiện nay thì vì hạn hán cho nên nó cũng rất là khô cằn mọi cái gì. Cây cối là bỏ cây khô héo thon giòn này. Đường vô là đường đất đỏ nè. Đi sớm giờ là gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Giờ đồng hồ mà chưa đến nơi được. Đây là anh em đến ngã ba thì có người đợi. Người chân ở đây giờ thấy cũng rất là khổ lắm, tại vì đây là chỉ trồng cây xoài, xoài keo á quý vị, xoài keo và xoài miên đó. Đây là trên núi Tà Lơn là cây cối hầu như là đã khô chết muốn hết luôn quý vị, còn có vài cây thôi. Đây, đây là đoạn đường vô suối lớn nè. Trên suối lớn thì cũng nằm trên dãy núi của Tà Lơn, đường cát lúc rất là khó chạy. Không biết suối lớn chiếc này nước còn nhiều hay không. Đây là quý vị thấy trên núi Tà Lơn này. Vì hạn hán không mưa cho nên cây có chuyện không nổi nữa. Quý vị thấy là giống như sa mạc luôn rồi. Cây cối quá
chết quá nhiều. Chị gì? Đây là xe cả đoàn mình đi đây. Đây là băng thẳng vô trong núi nè quý vị. Đường này thì rất là khó chạy vì cát nó lúng. Xíu nữa gì ơi, thằng hậu chờ cả xíu nữa. Không sao, cảnh là mình thấy rất là điêu tàn vì cây cối là mình thấy nó quá sức rồi. Đây lên đây giờ thấy cây kiểu này không biết năm nay suối lớn không biết sao, Thành Lân suối lớn không biết còn nước không đây. Đây cái chuyện này là chắc mình đậu là nếu mà cây chết nè, cây cối nè không còn nước nhiều đâu. Trời, cây cối quá sức luôn rồi, chết quá, chết rồi, chết hết luôn, quá sức nè, nguyên một cái khu này luôn. Nắng đến đổi mà. Được không? Đi được không? Khoan khoan, để chạy. Rồi đây là đoàn mình. Rồi cố lên nha. Cố lên. Rồi đây là những tài lái xuyên quốc gia từ Việt Nam sang Campuchia luôn. À. Bây giờ lên đường tiến hành lên mình chiếc này đem nước theo uống đâu quý vị, đem mấy thùng nước luôn rồi, quá sức rồi. Rồi tiếp tục rồi, thưa quý vị, đây là mình đã đến nơi chân núi để chút nữa mình sẽ sẵn đồ đi bảo quản những cái chiếc xe xung quanh đây nè quý vị. Cái này ba thái đồ này là ai sẵn bao nhiêu đem theo và từ 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 rồi đây phải là giờ hôm nay là sáng ngày 11, phái đoàn đã nạp năng lượng rất nhiều. Và để chuẩn bị mình sẽ đăng sơn thải gốc. Đây là suối lớn, là một cái điểm tham quan du lịch mà rất ít người để đi. Thì hôm nay đoàn được 2-3 người hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn cho bà con. Chưa không đẹp, chưa có đi. Chưa. Chưa, chờ chút. Bây giờ mình gom lại tập trung cầu nguyện cái đi rồi mình hãy lên núi quý vị. Cầu nguyện rồi hãy lên núi. Chứ cái ở đây là điểm linh thiêng, mình phải trước khi lên mình phải cầu nguyện cái. Rồi bây giờ cái điều đặc biệt là bà con mình nên sẵn đồ cho kỹ. Là cái món nào để lại thì mình để, và cái nào mà cần thiết mình mang theo. Đó, cũng như là tiền vàng một tròn thì đem theo, đó cơm thì đem theo, gạo đem theo, còn một cái gì mà nó không cần thiết lùm tùm để lại ha. Bây giờ nón nè, nước nè, đó rồi gạo mình đem 5 kg thôi, mình ăn ngày mai một buổi thôi, không được chỉ là mình ăn 2 buổi, chỉ đem 10 kg mới được. Đem 10 kg gạo, giác một bao gạo thì chút nữa mình sẽ cái này là giữ, người ta giữ bao lâu? Ngày mai mình xuống có lo mà. Rồi ngày mai mình sẽ xuống nha quý vị. Đem theo. Cái gì đồ ăn mình đem theo? Chắc bao 10 kg hay 5 kg chứ hả? Đâu ai ai sẵn cái đồ nấu nè, cái gì bao nhiêu đặng tôi bãi cho mình đổi. Đây là lãnh bao gạo cho. Hôm nay không làm hết, còn cái kiểu ấy á, quải á, rồi lãnh bao gạo đi chút xíu mình dắt tiếp. Rồi bây giờ chị sẵn cái này đi, cái nào sau khi sẵn đồ xong thì mình sẽ cầu nguyện rồi mình mới đi. Rồi sáu ơi, sáu mẹo coi, chú qua đây nè, sáu mẹo ơi. Rồi đứng tập trung.
bỏ gạo xuống, bỏ gạo xuống, xuống. Đứng gạo đây. Rồi đứng ra đứng nhìn lên. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, và hôm nay đến đây là ngày bữa nay là ngày 11 tháng 2 niên Giáp Thìn. Đây là chân núi Tà Lơn và chuẩn bị lên suối lớn. Xin trân trọng giới thiệu anh Sáu Mẹo sẽ cầu nguyện cho phái đoàn chúng ta khi đi cũng như trở về được bình an vô sự. Xin kính mời anh Sáu. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị, thì tượng trưng cho trước mặt là ngôi Tam Bảo để cầu nguyện Đức Phật và các bậc bề trên đồng hướng về Tam Bảo thành kính xá ba xá. Và đồng chắp tay lên trán. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, các vị thần ở núi Tà Lơn. Nay Thái đoàn Việt Nam chúng con đến núi Tà Lơn để viếng núi, để cầu nguyện với Đức Phật trăm quan các ngài từ bi cái hậu độ cho trong đoàn được nhiều may mắn, được khỏe mạnh để đi viếng giải hết quả căn, và khi về tiêu tan các chứng nghiệp và phát tâm bồ đề và cầu nguyện ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử siêu tai, định sự trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Nam mô Đạo Phật. Đồng xá ba xá xong. Rồi thưa quý vị, thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị lên đường ha. Rồi trước nhất thì kính thưa quý vị. Rồi dạ thưa anh Cỏ, cái chuyến đi này anh đi Tà Lơn có cái nguyện vọng gì không anh? Đi nguyện vọng nhờ ơn trên gia hộ, có xe bỏ trong bị mình độ tu trì tới ngày thành công viên mãn. Dạ. Hai thùng nha. Rồi cảm ơn anh Rõ ha, chúc anh đó là được như nguyện vọng khi đi cũng như khi về. Rồi chúc một sức khỏe. Dạ. Dạ mạnh khỏe. Rồi. Ông xong chưa? Alo. Có chưa? Có nghe nè. Sao biết làm không? Cái thùng cơm rồi sao đây? Rồi cũng phải kiếm cách nào quẩy chứ. Đó, đâu phải con à, có nghĩa là chiến rồi, ý nó là à đúng. Giữ. Ôi vậy là giữ á. Con sáu rồi. Rồi, 1 2 3 lên đường. Đây nè, vừa cầm đi nữa chẳng đó lại. Hôm nay gửi ra đi rồi. Thôi, cho mày luôn. Xong chưa, lên đường. Đây là đoàn bắt đầu xuất phát. Rồi, chúc cho bà con mình thưởng thụ mình ăn ha. Rồi, đây, quả sức rồi nồi. Rồi này quả gì dữ sư huynh? Quả dụng cụ để lên suối lớn nặng. Rồi, đây, thành lưng xách nước, tiêu bọc nước đá nữa hả? Quả sức ha. Rồi, đây, nước. Rồi, tranh thủ lên. Tiếp lên. Chú bị rải mày rồi đó. Khoái bồn nước. Cái đó không thích lên không có nấu sao? Có nghĩa là không phải ông chịu mà hết rồi mấy ông kia hết tay rồi. Rồi ông xách được xách. Đâu có. Xách đi, xách đi. Tại vì ông sợ mình lên xách không nổi. Ông sợ lên xách không nổi. Rồi xách đi, xách đi. Đi đường nào ông lên. Rồi đi tiếp theo. Đó đó, người ta có người ta đó, đi đi thí đi. Đi ngang đường này nè. Rồi
đâu đường đó anh chị ăn không đi ra đây nè đường đi nè chị. Đây là ở bên suối lớn này nó có đặc trưng màu nhiệm ngày xưa là Thành Luân là cũng như là cái giò bị teo mà bị sụi đi không nổi. Ờ đây. Mà khi mình có cái nguyện vọng là đi lên đây cũng như là theo cái ngày xưa thì đức thầy dẫn đức ông đi đó là có cái nguyện vọng là giải quả căn. Rồi. Nguyện vọng là giải quả căn thì giờ dò hết cho quý vị. Rồi vậy là giò à. Thành Luân ngày xưa là sắp sửa teo cơ luôn quý vị. À. Bây giờ là đi suối lớn chỉ có một lần thôi. Là giờ trở lại bình thường đi quay phim nào ào luôn. Đây là cái trại dây. Ừ. Có cái khỏi cần dây chứ, là một dây buộc cái miệng nó rồi. Đi theo đó, đi theo. Ừ, ảnh được có sao chủ quyển cái sầu ha, anh đeo ha. 66, đây có sao chủ quyển cái sầu nè. Bằng cây quý cái sầu. Quỳnh đàn quyển sầu. Good ha, đẹp ha. Ờ, chế đèn pin á. Vậy, chế đèn pin ha. Bên ở chế. Ha. Đo ra các này tròn bên vô là hai đầu câu vô là dưới cái bóng đèn ha. Đèn pin ha, đèn pin. Pin, đèn. Ồ, nghiên cứu dữ ha. Đây là trên núi là nghiên cứu làm đèn pin luôn nha. Hồi nãy có nhang mũi có đem theo chưa? Hả? Nhang mũi rồi chị phải không? Chị. Nhang mũi. Nhang mũi rồi chị phải không? Không con có giữ nhang mũi. Sao làm cái đó được anh sao? Nhang mũi. Nhang mũi đâu sao? Ông nào giữ? À. Ông nào cầm tôi. Rồi có là được rồi, nhang mũi. À. Lên núi là đồ hoài luôn. Ở cái bị luôn ha, làm cái bị luôn. Đây nào ông Năm ơi. Cho mượn cái này đi. Không có cái này nhỏ lắm không được đâu. Không vừa. Làm quay luôn ha. Đây này của đại sư nào đây? Sư Đồng Nai ha. Rồi thùng gạo này nãy ai giác tết. Ông đẹp ơi, ông dồn cái áo khoác vô trong đó đi chút, ông không có ông lột ra mất công lắm. Cái này dồn vô đi. Này mà phát gì? Rồi này phát gì phải không? Tàn ơi, không phát khéo gì nữa. Ồ, cái dao độc chiêu ta. Hả? Chưa thấy cái đâu rồi, chẳng mất hơi quá ha. Ừ. Dân đoàn hiện nay là đang sách quải mang những cái dụng cụ để lên suối lớn. Rồi đây mấy chiếc xe này mới lên cái góc sao rồi, thấy sao bình thường hả? Ừ, cảm ơn. Rồi tốt. Rồi mới lên dốc một là lột cái áo ngoài đó, bắt đầu chuẩn bị lột từ từ. Rồi bắt đầu bên đây. Rồi đây bên đây sao, lên cái góc thứ vậy thấy sao? Đi tới đây thì máy cài mà chưa nhầm nhò gì. Yeah. Một máy lắm ha. Mát máy không có gì hết. Rồi còn sao? Cũng gắn hết mình này, cũng đi theo quý vị chứ. Cố gắng hết sức. Cố gắng. Rồi để này sao? Mới quái cái gì? Trắng rồi chú ơi. Thì mình là đây bịch gạo 10kg ha. Rồi là đoàn mình ngày đây tới ngày mai mình sẽ dùng bịch gạo đó. Gà, rồi sư phụ này đi thường nó kiếm thuốc nam mà lên đây đó giờ có lên đây lần nào chưa? Bỏ lại đi lấy heo. Có đi mà đi với theo quốc lộ. Đi quốc lộ chưa lên gần này ha. Đi đường cũng như lên đường lên ghé Bằng Mau dài. À vậy đó ha. Dạ.
cái sơ hư với cái quải không nổi đó. Đi, cậy đi, bà tử của đồ quải. Rồi đây là quá sức à, anh này là quải quả đồ ha. Quá là quá nhiều nậu ơi. Thùng mì với lại quần áo thôi phải không? Lương thực rồi. Cái bị này là dữ dội luôn. Cái bị này là mua không có. Đồ nấu. Cái gì nữa? Như dụng cụ riêng mình. Rồi rồi bây giờ truyền đạt cho ông này một cái bị. Tiếp theo bị ông này là bị nồi. Nồi tô chén. Rồi nồi tô chén. Rồi bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Đừng có ngồi lâu qua nó ngán lắm. Rồi bắt đầu mình tranh thủ đi quý vị ơi, lên. Rồi, tiếp tục. Mấy người lớn đi trước đi, đặng cho nó chẳng chẳng mấy nhỏ nó không có giọt được. Nó giọt được nó qua mặt rồi. Còn ai nữa tranh thủ lên. Rồi. Bây giờ là lên là giữa gốc me. Ông này là gốc của người me nè. Cho nên giữa gốc me. Người gốc me. Người gốc me. Rồi. Đó, mọi người lên đây là được có gậy. Ăn me. Rồi, me luôn á. Như ta có me trái không? Ừ. Ồ, ồ, ơi. Chua ngọt. Ở đây có loại me Thái nữa nghe. Em. Mô Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bước cái giò bước chân ngắn vậy đó, đừng có bước cái giò dài quá. Vừa vậy đó. Vui rồi, hậu ơi, rồi quá rồi ha. Đây là đường lên suối lớn. Chuyến này là dẫn đoàn mấy cô cũng lớn tuổi, nhưng mà vì cái tinh thần cho nên nó vượt qua sức khỏe. Tinh thần là cao. Gắng, cố gắng lên nha. Nam Mô Đà Phật. Dạ, yeah, Nam Mô Đà Phật, cố gắng lên. Cố lên. Ơi, Nam Mô Đà Phật. Rồi, cố gắng lên. Dữ dội ha, quái nước rồi dữ ha. Hai ông bà quái hai chai. Chắc lên tới chảnh còn y nguyên không? Quái nữa kìa, quái nữa kìa. Cái này là giống như Tam Tạng mà đi thỉnh kinh quý vị. Đây là Tam Tạng đi thỉnh kinh nè. Rồi tranh thủ lên đi. Cố lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Ơi, mấy cô cố gắng niệm Phật nha. Rồi, tranh thủ lên chú ơi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, đây là Tam Tạng thì thỉnh kinh. Rồi, xe tăng gọi đồ. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, quý vị mình vừa đi vừa niệm Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Sao không sao, chuyện này quá khứ rồi, đầu tư vô nguyên cái ba lô quá sức luôn rồi. Quá nặng luôn rồi, cái này nặng lắm mà nghe. Rồi. Lưng sao, rút binh sao không lưng? Thì coi như là mình vừa đi vừa công phu niệm Phật. Ừ, quá sức ha. Mình đi lên đây là cái chỗ này là cái núi là gọi là núi Linh Thiêng. Ừ. Ráng đi và niệm Phật chứ đâu phải muốn đi và được. Cách đây cũng khoảng 4-5 năm trước quý vị, Thành Luân cũng có một cái căn bệnh gọi là thần kinh tọa. Rồi đến giai đoạn rất là nặng. Rồi đâu Thành Luân cho bà con ta biết lúc đó là mình bệnh như thế nào và như thế nào hết Thành Luân. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa bà con, thì cái lúc mà
Thành Luân Bệnh đó, thì cũng nghe anh em đồng đạo nói rằng á là đi núi Tà Lơn, thì lúc đó mình cũng khoáng khởi, cũng ham lắm. Nhưng mà vì cái bệnh tình của mình nó bị teo cơ á, nó teo ngay chỗ bắp đùi nữa, bị nó còn nhỏ lắm. Và mình đi như thế thì bà con á là trong đoàn thấy mình là tướng tá bự thì người ta cho mình quẩy rất nhiều gạo và khoai ngọt. Cho nên là có những anh em người ta biết mình bệnh đó, người ta nói thấy ông vậy đó chứ ông bệnh hoạn, ông đi yếu lắm. Rồi thì bắt đầu cầu nguyện tới chỗ chân núi, khi mà mình bước lên chuẩn bị để mà mình xuất phát để lên núi thì gom lại cầu nguyện. Thì mỗi một người như vậy là cái trưởng đoàn người ta hỏi ý kiến là khi mình lên núi có cái nguyện vọng gì không. Thì Thành Luân liền trả lời là nguyện vọng để đi lên đây để giải quả căng. Vậy thôi. Rồi tiếp tục lên đường. Rồi sao rồi cuối cùng đi chuyến về sao, chưa hết mà. Rồi đi chuyến về cái giò sao? Cuối cùng á thì mình đi về á thì cái giò của mình từ từ nó hồi phục lại, rồi lúc đó thì mình mới làm ăn được. Rồi sau á thì chừng cỡ nửa tháng sau là mình có sức khỏe bình thường lại. Mình đi bốc vác. Vậy đó ha. Dạ, đi bốc vác với anh em bình thường lại. Rồi. Tới bây giờ mình vẫn lúc nào bình thường cũng nhớ để mà mình ước nguyện để đi lên núi. Thành Luân Tà Lơn ha. Rồi, cảm ơn Thành Luân rất nhiều. Rồi, chúc cho bà con luôn luôn bình an, nhớ là niệm Phật cầu nguyện cho được an lạc và khỏe mạnh, giải hết quả căng. Đây là dãy núi Tà Lơn nha quý vị. Rồi. Thưa quý vị, thì vừa qua mình được theo đúng ra là lên tới đỉnh núi rồi. Nhưng mà sau đó là vì cái bên kiểm lâm không cho đi, bắt trở lại và làm việc xuyên suốt là một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ. Bà con lên nửa đoạn đường rồi mà bắt đi chạy xuống. Nhưng sau cùng là mấy anh bên kiểm lâm và công an là cho phép mình đi. Cho nên bây giờ đoàn chúng tôi là tiếp tục, tiếp tục đi. Bây giờ ta không cho mình đi mà cuối cùng ta cho đi, rồi giờ mình đi không? Vui lắm, mừng đi, đi rồi đi nhất trí rồi. Chị sợ không? Sáng giờ sợ không? Cũng sợ hơi. Tại nó thu cái chìa khóa hết trơn là sợ. Thu chìa khóa hết trơn. Thì đó, nguy hiểm tôi cũng mà sợ nó lắm. Không cho mình chạy xe luôn. Thì đó, không cho chạy xe, nó chở, nó chạy xe chở mình đi. Nó xúc mình đi, mỗi người xe. Đây, rồi chị này ngồi ghế đây sao? Đó, đây chị này sớm giờ mình thấy hơi sợ không chị? Cũng sợ mà niệm Phật. Rồi mời vô ngồi đi, ăn uống đi. Đi mua bún đi rồi ăn nước tương. Đó, đây. Muốn ăn bún là ăn liền tại đây luôn. Thì ăn ở đây. Đây là tại vì Thành Hậu thì đăng ký mua liền ăn tại đây. Rồi đăng ký mua giùm đi. Rồi chai nước tương vô leo. Nhưng mình còn lấy tiền ghia ra, lấy tiền ghia mua được. Đây ngồi dẫn người này đi, đi chợ đi. Rồi sao bây giờ người ta cho mình đi, rồi giờ mình đi không? Thì miếng cho đi đi chứ. Đi ha, sớm giờ ớn không, sớm giờ sợ sợ không? Không sợ. Đi. Rồi sớm giờ là đúng rồi, bây giờ người ta cho mình đi mà. Đó giờ đầu mình là ưu tiên, là đầu tiên luôn người ta cho mình đi. Đầu tiên là cho đóng mộc đi thôi. Tức là người ta nói đây sắp tới á, là nếu đi là lợi trình người ta sẽ cho mình đi. Mà không trình không được nha, phải trình. Mà đầu khác không biết sao nha. Không biết sao chứ đầu sáu mẹo là cho đi. Nó nói là đòn cái ông sáu câu này thì cho đi. Khác không biết sao nha. Tại vì ở đó giờ á là chị Sáu Thắng á là mới dẫn đây cách đây vài tháng, là nói chuyện Campuchia tiếng như bẻ cây. Mà đầu tiên á mấy năm trước là một bắt một lần đủ gì à, mới là mấy tháng đi một lần thứ hai nữa, bắt lần thứ hai nữa là tổng kết nữa là đủ gì luôn hai lần. Không có đòn nào mà bắt được rồi nó làm dữ đuổi đúng rồi đó. Cái này nó bắt được xong rồi nó cho tôi uống nước rồi nó nói bây giờ cho đòn đi tiếp tục, đóng mọc ra đi luôn, cho đi. Chỉ là đầu tiên là mình mới được là ưu tiên đó mà thôi, chưa có ai đóng mọc hết. Vô lắm tại giờ đó thì chưa có tại vì tôi thấy mà nếu mà nó thu chìa khóa xong rồi nó xúc mình lên xe mà thấy cái ông kia nãy ông căng ha, cái ông lớn á, ông phó trưởng á,
không cần ha, đúng quá cần. Dạ. Không cho chạy xe ba luôn, chạy xe ba mà kèm theo ngoài nó không cho xe. Hồi nãy ông Lưng cũng nói là chắc bị phạt rồi, chắc ăn là bị phạt. Mình nghĩ phạt chắc 50 đô hoặc 100 đô một người, mình nghĩ là vậy. Dạ. Nhưng mà giặt hồi dạ, trời độ. Dạ trời độ. Coi như cho mình không phạt mà lại cho mình đi nữa. Đây là sự thử thách. Coi mình có nếu mà mình ta cho mình đi mà mình không đi, mấy ông nói mấy ông Việt Nam nhát quá, lên tới đây mà không chịu đi uổng quá. Kịp kịp thầy có dạy mà nếu bền lòng thì dị quả cao thăng. Rồi bây giờ đây là sự thử thách thôi à, cái này thôi thôi, chưa có lần nào mà nó đủ đi mà nó cho đi lại đó. Đúng rồi, cái này là ngồi nha, tôi nói với Thành Lưng rồi, tôi nói Thành Lưng rồi rắc rắc gì đợi ông lớn vô á, ông ship gì vô á là nó ì ì cho coi nè Thành Lưng. Tôi nói Thành Lưng y vậy, bởi vì trong tôi biết mà. Quá căng. Đâu ai kêu chạy được đây. Quá căng. Không không, tôi uống ly cái lon mát à, tôi uống này ghét cái nước nóng quá nóng à. Là quá hơn ông bà che chở chứ bằng không. Yeah. Ha. Lọt qua bên tới suối đi rồi. Cái lon đó đó. Mấy ổng bên cái lon đó đẹp đó còn khổ hơn. Thôi thôi, khỏi. Này thôi. Khỏi luôn. Đúng rồi, cho nên đây là mấy sư huynh này làm đi lần đầu không nè quý vị. Đi lần đầu không mà gặp hồi xưa giờ tôi đi là chưa gặp tình trạng giống vậy, gặp là một hoặc hai người thôi, cái gì thì mình lì xì cái ảnh du di cho mình đi, mà bữa nay là ông Sáu đó giờ ông cũng chưa từng gặp đông vậy phải không? Có là ảnh xúc về luôn, xúc về ở lần là tôi đi là du lịch chưa mở. Du lịch chưa mở là nó làm khó súng ống mà ngay trong cái đợt cái gì không, đợt là bộ đội Campuchia nó nhẹt đường thực tập ở trên núi Đà Lạt. Nhưng mà điện với mấy quen đó nó nói ông không được lên nha, là tại lính nó đường thực tập là ông lên là cái chỗ đó là nguy hiểm, nó không cho lên. Cho nên cái mình đó đi chung với mình rồi cả nhà nó đi luôn. Đi lên nữa chừng cái đầu có lính nó gác, tại vì bộ đội ta thực tập mà ông vô trong cái khu ta sao được, bởi vậy người ta lạc lạc nha, bắt nó chở gì nó làm xuống ống làm dữ dội, cuối cùng cái ở đây tôi có quen ông Lập là cái người nói chuyện Campuchia mà y là cái người có dốc gì ở quần đứng cái này đó. Thì mình nó xà được nó Lập nó cho nên cái cuối cùng á thả cho chị á, thằng chợ dưới theo là thằng chợ này nè. Hả? Đợi chợ mua đi rồi. Ai sách mua mà ai sách được. Quý vị thì cái gì cũng qua cơn mưa trời lại sáng, quả nào không có tự từ qua, có cay đắng mới ra đường mặt ngon. Cuộc sống đâu có dễ, hương thơm chim hót bão giông qua trời đất mới tươi màu. Thì sau khi Thành Hậu trực tiếp được làm việc với các cấp chính quyền địa phương ở Campuchia, thì các anh là vì Thành Hậu là đi đầu tiên, đi lần đầu, cho nên các anh nó thôi đi lần đầu được vậy thì sẽ tha thứ cho. Nhưng cuối cùng mấy anh coi lại là hộ chiếu mình đã đóng mộc, đã có đóng qua đây rồi, nhưng mà tôi nói là đi chỗ khác, đi Nam Thiền chứ chưa có vô suối lớn. Mấy anh nó thôi vậy thấy mấy anh chưa đi lần nào ha, rồi vậy cho mấy anh đi. Quan hỷ không biết sao mà cho mấy anh muốn đi thì cho mấy anh đi luôn đó, là rất là dễ. Rồi, cái đầu kia là làm khó căng lắm. Mới mốt mà tôi mà có gặp mấy anh cán bộ ở Campuchia qua, tôi sẽ mời nước rồi nấu cơm đãi rất là thịnh soạn. Mà mua rẻ, anh mua rẻ mà bắt tay là mua cười rồi. Đâu, có tuổi rồi. Mấy anh là đối xử quá là nhân ái gì đó. Rồi đây là nhân đậu nghe. Nhân đậu. Vậy là đậu phần nữa, chuối phần nữa đây có ăn chuối không? Vậy mừ đậu mừ chuối, mừ đậu. Rồi. Đâu thủ quỷ đâu? Đây ông Sáu thủ quỷ, thối tiền đàng hoàng nha. Man. 20 cái 200 ngàn dữ hả? 10 ngàn dữ hả? Cái 10 ngàn là hả? Cái ngàn thì